chuyên đề An ninh Long An xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên đề kỳ này, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những nội dung chính sau đây. Bộ Công an tổng kết công tác công an quý 1 năm 2017, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Công an huyện Thạnh Hóa bắt 4 xe tải chở hàng điện lạnh không rõ nguồn gốc qua biên giới. Cuối cùng là phóng sự đối thoại với lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải. Thưa quý vị và các đồng chí, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác công an quý 1 năm 2017, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu của Công an tỉnh Long An có Thiếu tướng Phan Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Theo báo cáo, tình hình kết quả công tác công an quý 1 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lực lượng công an nhân dân trên cả nước bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế và hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 2017, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động bất ngờ. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho hơn 150 cán bộ đảng viên chủ chốt ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Thiếu tướng Phan Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch của tỉnh ủy và chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tại hội nghị, các đại biểu còn được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh triển khai các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc thực hiện nghị quyết gắn với thực tiễn của đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Tại Công an huyện Đức Huệ, Công an tỉnh Long An tổ chức sơ kết công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Thiếu tướng Phan Chí Thành, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Qua 4 tháng tăng cường lực lượng, phương tiện đấu tranh phòng chống buôn lậu, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bắt giữ gần 640 vụ tàn trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ trên 750.000 gói thuốc lá ngoại, 2,15 tấn đường cát và một số hàng hóa khác trị giá khoảng 500 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Chí Thành, Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương công an các đơn vị địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tình hình trên. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thời gian tới, lực lượng phòng chống buôn lậu tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp, hạn chế thấp nhất tình hình buôn lậu trên các tuyến biên giới của tỉnh. Công an tỉnh tổ chức hội nghị công tác giao ban tư tưởng quý 1 năm 2017. Trong quý, cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị và hành động, giúp cán bộ chiến sĩ an tâm, phấn khởi trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công an các đơn vị địa phương, các cụm trưởng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và đối tượng chính sách của ngành, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Tại hội nghị, cụm trưởng 5 cụm thi đua, đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an tỉnh tiến hành ký kết giao ước thi đua, thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Cụm thi đua số 2 thuộc Công an tỉnh Long An gồm 8 huyện, thành phố, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, Đức Hòa, Châu Thành và thành phố Tân An tổ chức hội nghị giao ban tư tưởng quý 1 năm 2017. Trong quý, thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các lễ hội đầu năm, Công an các đơn vị địa phương trong cụm thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Quý 1, Công an các địa phương trong cụm tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách của ngành, tặng gần 700 phần quà cho gia đình chính sách,
659 phần quà cho lực lượng nòng cốt có hoàn cảnh khó khăn, xây cầu giao thông nông thôn, phối hợp đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 người nghèo, xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Tại hội nghị, 8 đơn vị trong cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017. Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân dân, vì nhân dân phục vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động. Đây là các đơn vị được Công an tỉnh chọn làm điểm tập trung chỉ đạo thực hiện. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử khi thực hiện chức trách nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh lịch sự. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ tổ chức cho các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ bằng cách đặt hòm thư góp ý tại trụ sở, công khai số điện thoại đường dây nóng lãnh đạo phòng để tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Qua đó kịp thời tiếp thu chấn chỉnh hạn chế trong công tác tiếp và giải quyết công việc với cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Tại Công an các huyện, thị xã, thành phố Tân An, năm 2016, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quan tâm thực hiện. Qua đó, phong trào này tiếp tục giữ vững, có nhiều mô hình cách làm sáng tạo. Qua đó, nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Nhân dân phối hợp lực lượng chức năng truy bắt hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng như mô hình camera giám sát an ninh trật tự, tiếng loa an ninh trật tự, mô hình cổng rào an ninh trật tự. Qua công tác tuyên truyền phát động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nhiều người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện vi phạm, chuyển cơ quan công an xử lý theo pháp luật. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa, Thượng tá Nguyễn Phát Vũ, Phó trưởng Công an huyện Thủ Thừa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản. Các cá nhân được khen thưởng gồm anh Quỳnh Tấn Nguyên, đội trưởng dân phòng liên xã huyện Bến Lức, anh Châu Ngọc Bảo Sơn, đội dân phòng liên xã huyện Bến Lức, anh Đoàn Hoàng Nam, đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm xã Phước Lợi huyện Bến Lức, anh Trần Thanh Linh, người dân ấp 5 xã Phước Lợi huyện Bến Lức. Trước đó, nhận được tin báo của Công an huyện Thủ Thừa có 2 đối tượng trộm xe gắn máy trên địa bàn ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Lực lượng công an và dân phòng liên xã huyện Bến Lức tổ chức chốt chặn bắt 2 đối tượng trộm, tên Nguyễn Văn Nhuận Em, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Tấn Thành, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, giao Công an huyện Thủ Thừa xử lý. Công an huyện Thạnh Hóa tổ chức triệt xóa một đường dây buôn lậu qua địa bàn xã biên giới Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Thạnh Hóa phát hiện 4 xe tải loại 2 tấn chở hàng hóa đã qua sử dụng và không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật gồm 139 cục lạnh và 240 cục nóng của máy lạnh, 5 tủ lạnh, 7 máy giặt, 74 nồi cơm điện, 65 cái remote máy điều hòa. Đồng thời bắt giữ đối tượng Võ Hoàng Duy Cường, sinh năm 1990, ngụ ấp Bào Trai Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là tài xế điều khiển một trong 4 chiếc xe tải nêu trên. Hiện Công an huyện Thạnh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường 3 thành phố Tân An bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1985, ngụ đường Nguyễn Cửu Dân, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An, có hành vi trộm xe đạp điện. Trước đó, do thấy đối tượng Tuấn có biểu hiện khả nghi nên ông Trương Thành Quân theo dõi. Khi Tuấn đi ngang nhà số 103 đường Nguyễn Thông, thấy trước nhà có để một xe đạp điện không người trông coi, nên vào lấy cắp và tẩu thoát về hướng ngã tư Kỳ Son, đường Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An. Ông Huấn báo chủ xe là bà Lê Thị Ngọc, ngụ phường 2, thành phố Tân An, và anh Quỳnh Dương Quốc Trung, sinh năm 1978, là con của bà Ngọc, cùng truy đuổi, bắt đối tượng trộm, giao công an xử lý.
Qua điều tra ban đầu, đối tượng Tuấn vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 7 tháng 6 năm 2016, chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm. Lực lượng tuần tra phòng chống buôn lậu Công an huyện Đức Hòa đang làm nhiệm vụ tại ấp Tân Quy Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn khi đang điều khiển xuồng máy. Lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện đối tượng trên vận chuyển 6.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Kiểm tra phương tiện, đối tượng bỏ tang vật, phương tiện trốn thoát. Công an huyện Đức Hòa đang tiếp tục điều tra. Thưa quý vị và các đồng chí, tại Công an huyện Đức Hòa, Ban chỉ huy Công an huyện vừa tổ chức tuyên truyền luật giao thông và đối thoại với lái xe, chủ doanh nghiệp có phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn huyện. Ông Phùng Văn On, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh đến dự. Gần 60 lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải được xem các video clip phóng sự về các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong thời gian gần đây. Về tình hình chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân trên địa bàn tỉnh Long An, phân tích nguyên nhân, thời gian, địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Các đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông gây bức xúc dư luận thời gian qua trên địa bàn là các xe khách đưa đón công nhân, xe ben chở đất, phóng nhanh vượt ẩu, thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe mô tô lạng lách. Đồng thời, lãnh đạo Công an huyện báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Hòa trong năm 2016. Năm qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm cả ba mặt, nhưng tổng số vụ tai nạn va quẹt giao thông xảy ra vẫn còn nhiều. Năm qua, Công an huyện thực hiện 4 chuyên đề ra quân tập trung xử lý nồng độ cồn, xe khách, xe đưa rước công nhân, xử lý học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông và xe tải, xe ben chở quá tải trọng. Qua đó, xử lý trên 2.000 trường hợp, phạt tiền gần 4,2 tỷ đồng. Đối với công tác tuần tra xử lý vi phạm, Công an huyện tổ chức trên 1.000 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản gần 6.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2.684 phương tiện các loại, ra quyết định xử phạt 6.777 trường hợp, tước 566 giấy phép lái xe, chuyển kho bạc thu 10 tỷ 400 triệu đồng. Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của chủ doanh nghiệp, tài xế xoay quanh các vấn đề về kết cấu hạ tầng, đường giao thông xuống cấp, nêu lên những khó khăn trong vận tải như hạ tầng giao thông, nạn kẹt xe tại khu vực chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, văng quá giao thông khi lưu thông trên đường. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, chân tình. Qua đó, nhiều người nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của mình để các ngành chức năng của huyện giải quyết trong thời gian tới. Cái biện pháp theo cái sự suy nghĩ của tôi thì bây giờ cho anh vô học lực đi lực đạo của tôi thả xe anh về tôi phải phạt, mà tâm khi anh học thì anh mất công ăn việc làm, sự nghiệp tôi anh phải không, đó thì từ chỗ đó mình tìm ra một biện pháp khả thi, mình không gây khó khăn nhưng mà mình tạo điều kiện để người ta ý thức được cái vấn đề này. Qua bữa nay là hội nghị tuyên truyền về lái xe với chủ xe thì tôi có ý kiến gì mong anh em tài xế chấp hành đúng luật giao thông. Bản thân tôi cũng vậy. Lãnh đạo Công an huyện ghi nhận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải về những giải pháp phòng ngừa tai nạn, đồng thời thông tin thêm các quy định, chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Thì qua cuộc hội nghị này thì cũng ghi nhận rất nhiều ý kiến của lái xe và chủ doanh nghiệp thì cũng có trách nhiệm cao trong cái công tác, vì đối với chủ doanh nghiệp thì cũng quyết tâm là theo dõi và quản lý giáo dục lái xe của mình chấp hành luật giao thông cho tốt. Đối với lái xe công nhân và lái xe ben thì cũng ý thức được cái trách nhiệm của mình và cam kết sẽ chấp hành đúng luật giao thông trong thời gian tới. Đây là lần thứ hai Công an huyện Đức Hòa tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Công an huyện với chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và tài xế lái xe, thu hút hàng trăm lượt người tham dự và đóng góp ý kiến. Qua đó, Công an huyện Đức Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng dẫn các lái xe và chủ doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trong thời gian tới. Chuyên đề An ninh Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web www.công an long an.gov.vn. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên đề An ninh Long An được phát sóng vào lúc 19:55 ngày thứ ba, phát lại lúc 5:15 ngày thứ tư và 14:40 ngày thứ năm hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.